đã giải thích cho tôi là theo cái quy trình của theo quy định của hiện hành của chúng ta thì những biên bản như thế này không được chỉ có những cơ quan điều tra có thể dùng vào. Tôi xin bản có photocopy bác Hùng bảo vệ nguyên tắc không được. Tôi xin chụp hình bác Hùng bảo vệ nguyên tắc không được. Thì bây giờ chúng tôi đề nghị một giải pháp, đó là anh chị em có mặt lên ký vào cái tờ giấy này. Thì ký vào và rồi sau đó chúng ta đi về ai ký sau thì về. Thì rất là đơn giản, con biết bản là chuyện của những người có trách nhiệm sẽ ký. Các bạn đồng ý không? Bây giờ thì anh thế thì xin cho Phong ký vào ghi một số nội dung và chúng ta sẽ ký vào theo tôi sẽ đọc cái nội dung cho Phong ghi. Ai đồng ý thì lên cứ ký vào đấy. Sau đó chúng ta sẽ giải tán anh chị em cũng cần phải nghỉ ngơi và lại tập trung dần như thế này. Không cần thiết đâu. Để chúng ta không nên bắt các cấp công an làm cái điều mà vượt quá cái thẩm quyền của họ. Họ có phải có trách nhiệm của họ. Thì tôi không sao đâu. Thì khi anh chị em bật chúng ta sẽ nếu sau khi cho Phong ghi mấy chữ tôi đọc anh chị em đồng ý, ai đồng ý thì lên ghi vào rồi về. Còn quả thực là chúng ta tập trung đông người đêm khuya cũng không phải là điều tốt. Rồi còn cái biên bản đó thì về phía phường là có ngài tờ trưởng công an phường, có ngài công an xin lỗi tôi không nhớ tên, không biết tên. Vâng, anh Thanh có viết biên bản rồi và chúng tôi những người đại diện anh chị em sẽ ký vào đấy. Đấy thì xin anh chị em chúng ta như vậy thì thỏa mãn được cái chuyện là anh chị em có trách nhiệm với sự kiện đã xảy ra, nhưng mà lại cũng thỏa mãn về cái chuyện là tôn trọng những cái điều mà theo lời của bác Hùng công an phường là nó đúng với lại quy định hiện hành của pháp luật của chúng ta trong quá trình điều tra. Thì xin anh chị em chấp nhận cái giải pháp đó là chúng tôi đề nghị anh chị em chúng ta về và lại rồi nếu ai trước khi muốn về thì ra chào sức khỏe một câu hát một bài thì chắc tôi nghĩ cũng là một giải pháp hay, nhưng mà không nên dài nhé. Chào đức mẹ rồi về thôi đấy, thì đấy là tôi đề nghị như vậy. Thì nếu ai đồng ý làm đồng ý thôi, anh phản ứng làm gì đó, chúng tôi nói chuyện với giáo dân của chúng tôi thì như vậy là anh chị em có thể giải tán để đọc kinh âm thầm chào đức mẹ rồi âm thầm về nhé, đừng có hát lại. Thôi đọc kinh âm thầm chào đức mẹ câu rồi về và chúc đức mẹ ngủ ngon, của con cũng xin được ngủ ngon. Xin đức mẹ giữ gìn chúng con trong đêm nay được bình an, cho gia đình con được bình an. Xin đức mẹ gìn giữ các anh em lo giữ trật tự ở đây, những anh em cảnh sát cũng được bình an, cũng mạnh khỏe. Họ cũng có trách nhiệm của họ, chúng ta cũng có trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta. Tất cả đây, anh chị em sau khi ký vào thì nhẹ nhàng và chào đức mẹ và thầm tin với đức mẹ như vậy rồi về. Tôi nghĩ như vậy thì anh chị em cứ ăn.